sao vậy? Không, tao thêm nhân vật tư vào. Có sẵn. Có sẵn á? Không, mình không phải chọn nhân vật. Có hết cái từ đó. Tao phải chọn. Tao thôi, tao chọn thế giới. Tao chọn thế giới bình yên. Chú có ba hôm qua nó đi lùi cái nhà chủ đấy họ cho ấy. Kiểu con lễ gì hay là ghi nhiều quá nhiều quá từ trước lớp tao ghi rồi bài mình là kiểu lỗi có lỗi mình từ đấy cô giáo gắt quá. Theo giờ theo tắt là ai biết. Tí đi học rồi. Tí đi học rồi.
Okay.
thì không biết. Cây đéo thì nghe tên lạ vậy. Út kim cương bảo. Tới các thang thế giới sáng tạo của mày đây. Sao đi trả về mình cho mình trả về mình mỗi việc chồng. À, thế giới này mà đập. Không phải đập như kia. Yeah.
Thank you.
Giết mấy con chó. Cả tiếng bước chân nó chạy. Giật cỏ. Mình bắn ở tay giật mình. Thank you.
Nhà hay phết luôn. Nghe tiếng chạy 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 chạy. Tao nghe gì đâu, tao nghe cái gì đâu. Nghe nhạc thích vậy đấy. Ủa à? Không biết tao nghe nhạc của nó. Mùa xuân đã đến rồi à? Không, mày điên này, nghe nhạc ở trong game cơ mà. Ôi giời ơi, con đợi đến để mẹ xuống. Xuống xong rồi. Xong rồi, nhảy xuống mày đến. Nhìn tình mày con đã điên mẹ à. Con điên mày nhìn đi, chị chơi cho mày xem. Hay vậy, dẹp ơi.
Chả sao cả, chả liên quan đến cả. Cái gì? Không có gì. Từ lúc tao lên thì người chú hỏi nhắn à? Chú chưa nhắn á? À, suốt từ lúc mà hôm tao lên chú hỏi là đã lên có mệt không? Không, tao trả lời hết. Uống nước luôn gì rồi đấy. Chọc mày tụt kính thử vậy. Chọc tức tao. Xin dầu mà lửa. Tao đéo thèm cáo. Tao chỉ cảm thấy là buồn. Tại vì là mày không thèm quan tâm gì đến tao. Xong nó bảo là, nó bảo cái đéo gì mà em buồn một thì anh buồn nhiều. Em buồn vì vì nó làm nhạo phí cả ngày hôm nay. À vì nó làm nhạo phí một ngày. Thì bố mày đéo thèm gì nữa. Thầy đi ngốc với mẹ này. Cho đi một bữa huấn luyện đại hoàng. Nhưng mà thầy ngu không? Ngu thật. Ngu vãi lòng ta. Nói ngu với cái gì đó. Nhưng con gà đi lên. Con chó nó chạy nhanh phết.
ấy, nhưng mà nó cố tình mà kiểu nó cố để ăn ở ta thôi, đấy biết cái ăn lại càng làm tôi tức thì đó mà nhớ chứ, mà không phải là được tự nhiên nó chủ, nó phải nó ra cho chủ. Khi nhắn tin thì hôm nay em hơi sợ ý. Hôm nay anh sợ ý. Trong mà không bảo là ngày đéo anh là sợ ý. Đừng ra. Con đóng mắt nó rét luôn. Trong lúc đó là bọn mày yêu nhau cái kiểu gì, một cái giai đoạn này ui anh cái gì em nhớ anh nhớ em, không có ôm cái này nào đâu lúc bây giờ thì chả kể không hồi đấy nhưng mà cũng phải khiến trọng đúng không? Tao còn nhớ là đợt tao ôn thi hay là chú được gọi là tao hay là ngồi tự nhiên chú chu mỏ lên tao bảo là anh bị điên à? Tự nhiên tao tìm tao đến tử cái đá ấy tao nói cho một chàng tao hãi tao bảo yêu đừng làm thế nữa kinh vãi đấy. Sẽ cho tiền mấy đứa đấy, mỗi tháng chủ được sẽ bỏ ra 1,5 triệu, 1,5 triệu gì đấy. Xong rồi giới thiệu nó hết vé đội bóng đấy rồi, cuối cùng đến tháng năm tự nhiên có ngày đấy nó bảo là kiểu mệt mỏi đấy, chia tay. Tôi cười vãi đái. Sao ông ấy qua thì chú bảo là quan tâm nó kiểu là sẽ nó là người chủ đề.
muốn anh nó đồng ý tại vì anh mà thấy em để tiềm năng phải đái à. Năm ngoái cũng đã rủ vào rồi nhưng mà tao không vào. Năm ngoái là năm ngoái là họ không nghĩ gì như mình nghĩ. Năm ngoái là cái chú mà người yêu đến đấy là cũng bảo bọn tao bảo là vào trong đấy chúng chỉ cần xách vali và đi. Còn năm nay thì Thank you.
Bên dạng như kiểu sáng tạo ra một cái cảm biến, cảm ứng à, hoặc là bên âm thanh của đài truyền hình. Dàn con trai lớp nó sang lớp tao, xong rồi lúc gặp bọn nó cho nó nhìn mặt tao, xong rồi là nó bảo như kiểu mà bọn nó tự quên gì tao, thì nó cứ nhìn gì tao nhìn thấy nó phát tao bơ luôn. Nó gì nhiều, ví dụ nó thích một ai thì nó cứ từ từ đúng không, là nhắn tin đúng không, đây tao không biết là nó không, và đây tự nhiên nó dẫn một ô con trai lớp nó sang lớp tao, tao với Hà đang nuôi đang đi lên, kiểu bọn nó chỉ đây đây, nhìn đây, tao giật mình tao nhìn, mẹ vừa ngại, con vừa khó hiểu ấy đấy, xong vào trong lớp chúng nó có kêu rất của thị hiền, xong thôi thế là về cấp ba của tao như thế đó. Mà đợt đấy bọn nó chỉ trêu đấy, xong rồi cái gì nhỉ? Mà đợt đấy mày còn đang khiếp người, mình thích cái gì đó biết thừa kiểu đấy của mày. Tao cứ đơ tuột ra mắt tao đỏ lên, sau đó lúc đi vào lớp tao cứ nhìn thấy nó này là tao đi là tao cứ ngồi thẳng vào trong nước không đi ra ngoài. Xong từ đấy con Trinh, bé con Trinh à, con Trinh chơi với Trâm nhỉ, con Trinh đợt đấy là thích thằng Quân đi đấy, con Trinh còn kiểu chơi với bọn giang hồ nữa.
đi về nó thích thằng con. Thằng con nó cứ kiểu tí ta tí tử, nó cứ kiểu tán tỉnh tao ấy, hại hay là ấy à. Nhưng mà nó tán không, nó không hề nhắn tao một câu nào, không gì cả, thẳng một đến lớp tao rồi xong rồi chỉ xong rồi nói nốt à, hôm sau mấy thằng lớp nó lại sang phòng đi thoảng nó cứ lượn sang lớp tao. Tao đi ngủ, tao giả vờ tao ngủ say rồi. Khiếp. Đấy khiếp đấy, tao nói rồi đấy. Ừ, đéo, đéo biết trả lời như nào không? Xong rồi còn nếu mà mình dậy là mình vừa nghe ra là để đấy cũng nghe nổi tiếng đình đám mây. Để đấy là chỉ dùng một sớm trong an toàn. Ôi giời, vêu mỏ đi. Con Yến với con Trinh kiểu cũng giống giống nhau, cũng chơi với họ xã hội. Tin nhắn được cho ngoan gửi vào phát cơm chó Yến và tao mẹ cho người lúc đợt đấy tao với yêu đương ấy. Đợt đấy là cũng năm ngoái chúng nó bắt đầu từ năm ngoái, sau đấy nó ngoan quá cái gì thế nhà mày mới có hai cụ Yến. Nghe tao bảo là mẹ chả biết có được hai cụ Yến là đâu có hai cụ Yến nữa. Cuối cùng không có được hai. Sao lại nước mà thành chú ấy kiểu nhà cơm chó xếm với gái. Thôi tao nhắn cho cái ngoan ấy hàng ấy tỏ yêu tử vãi. Con ngoan nó bảo là mẹ con này nó yêu đương mà nó như kiểu là bạn đồng hành ấy. Thế nhưng mà kiểu tao tao được đấy, tao này tao còn nhẹ nhàng dịu dàng ấy, được đấy tao thu cái đái ra. Ờ, mẹ mày được đấy tao thu cực. Chú đứa chỉ cần nói cái câu gì phát mà xế phát là tao thấy tưởng luôn, tao nói luôn. Tao bảo tưởng vậy. Yêu cái thì bố mày lần đầu tiên thì bố mày phải tưởng ngại ngại tí chứ. Nếu mà mày đặt chung tao thấy xế phát là chuyện với bố tao.
tao ấy, xong rồi lúc này bố tao bảo là Ừ. anh cho tao vào đi, bố tao kiểu thấy kiểu muốn nói cái gì xong rồi tao không nói được, cái bố tao bảo là từ đấy lậm theo câu thanh niên tính, cứ tí thanh niên tính. Không bao giờ kiểu mấy người khác nghe có người khác nói, xong rồi tao với ngoan với hắn mà người nghe con người đâu quen, nhớ là ông Minh nói thanh niên tính. Anh nhìn là trẻ ấy. Chú Đức muốn thì chú Đức cứ ngồi gọi là chú chú tao buồn cười với là ai bây giờ chú Đức tao không muốn cười mồm ra lại tao nín cười tao nhìn tí là tao ngồi không ngoan vào trong tao ngồi trên gian trên nóc ra ui trời đất ơi chú trong khi đó mình hơn 1 tuổi. Chú hiền khiếp. Thôi. Nhưng mà tại sao kiểu đẹp chú chú kiểu sát tuổi như tao quá sát tuổi. Đây là chồng của cháu trong khi đó hơn chú mày biết thằng Po nhà cô Tấm Thịnh không nên chức ông rồi đấy. Cháu nó có ở con nên chức cụ. Mà năm nay nó mới học lớp 3 tuổi. Cháu nó mới đẻ năm ngoái năm kia nên ông rồi đấy. Đừng có đùa. Mình chưa là không biết không? Chưa thật cái gì xem này cho chụp nhiều lắm mẹ cho xóa hết đi đấy của mỗi cái chứ cứ nhầm bao giờ có đợt nói mãi chứ game khó nó đái mẹ ra của mình thế là tôi tụt mẹ của mình. Cứ tiếp à nó rất này à, nó khóc cái đải đải đây con được dậy thằng đấy kiểu chỉ ghê với bố mẹ nó thôi còn lại hai đứa chị đó nhà đôi chứ không dám ghê với ai đi chơi thế là đi
chút nhưng nó sao nó vả quá thế. Thứ nhất là không nhìn đầy đặn mũi như mình mà nhìn nó sẽ kiểu nhìn nó mỏng như vậy. Lòi sụp na Đức không thích xăm. Nhưng mà tao mà kệ, đấy là vì chú chẳng phải vì chú.
Xong rồi đợt đấy có một chị ấy có chồng rồi, xong rồi chị thích chú, xong rồi chú bảo chị bảo là nếu mà bây giờ em ly hôn chồng thì anh có yêu em không ấy, kiểu kiểu lấy em không ấy. Chú bảo sao cái tao lại khổ vậy? Tại vì chú là trai thân mà. Xong rồi chú bảo là chú không chối cho kiểu vậy, mà chú bảo là anh không thể thích em, không thể lấy em được, tại vì là em có hình sao anh không thích. Tôi cười vậy đấy, quả chú đi vào lòng đất ghê. Thì chị bảo là vậy thì em tẩy xong đi em mà anh ấy không không thích em. Mà chị đấy có chồng có con rồi nha. Nhưng mà chú giúp chị đến chị bệnh viện. Tao không hiểu mấy bà đấy là kiểu Nhưng mà chú giúp chị đó. Chú kiểu mấy bà, cả ngay cả người yêu cũ chú cũng cũng kiểu ít nhất là chị là bạn, rồi xong rồi kiểu là bạn là hối hận vì đã chia tay chú ấy. Xong rồi chị còn bảo bạn gửi cho chú để chú nhìn thấy. Mấy bà khó hiểu. Đợt đấy kiểu chú kể tao nghe ngược vãi đái à. Xong rồi còn còn kiểu kiểu đã chia tay rồi cứ chai mặt nhờ chú nhờ bà chú ấy. Mày biết chú bảo đổi tiền không? Cuối cùng má chốt một câu là anh đổi cho em thì em cũng đổi cho người khác ý mà chú chạy hồng mật ra để chú đi đổi cho bà đấy. Xong chú bực xong rồi là chú xóa mẹ luôn, đéo thể làm nữa. Chặn cười vậy đấy. Thì đầu tiên nó không thích em thì bảo là em đầu tiên cũng đổi cho người khác. Ý là đấy nha, Có nghĩa là không cần. phải đổi tiền mới không, mà đổi tiền mới thì tùy từng chỗ từng người mới có một ít một ít mà. Thì chúng ta chạy hết từ chỗ văn phòng sang phòng rồi bạn là lại kiểu chạy là đổi ra chỗ bạn đấy ấy, cứ hỏi chú là sao lại phải đuổi sao phải đuổi không như thế thì chú có trả lời gì nhưng mà chú không được đâu ấy. Nhưng mà chú không thể đuổi thì bà ấy là bảo anh đuổi chạy người khác đấy. Thôi được, sau này có việc gì thì cứ nhờ chú. Cứ giữ
thành phía trước, một lại tình đầu vô nghĩa, hình như vừa tan đi. Tìm bài hát cho mình nghe nha. Hát cho mình nghe. Đó đâu em tưởng đang ngồi đi tìm đòi. Vậy nên mình mới vỗ tay dễ dàng như thế. Đây, xin mời bài này nha. Có nói bao nhiêu chẳng ý nghĩa gì. Cái con thật nhiều chỉ lặng nghe đôi mi lặng thanh liêu chẳng đau bây giờ đây không biết đâu. Có biết gì nữa. Grrrr.